Konnichiwa. Và chỉ còn 2 ngày nữa thôi thì Lizzy sẽ quay trở lại Việt Nam rồi. Cảm xúc bây giờ của Lizzy đang là nửa muốn về mà lại nửa muốn ở lại. Bởi vì ở đây vẫn còn rất là nhiều những địa điểm, những nơi mà Lizzy muốn đi, muốn làm. Nhưng mà mình lại cũng rất là nhớ Việt Nam luôn ý. Thế nên cảm xúc bây giờ đang hơi lưu luyến một chút. Đấy, những cái góc phố, những cái ngôi nhà, những cái con đường này sẽ còn rất lâu nữa thì mình mới có thể nhìn lại được. Và Lizzy hy vọng các bạn sẽ đồng hành cùng với Lizzy trong những khoảng thời gian ít ỏi còn lại này ở Nhật trong video này nhé. Và còn có một nơi ở Tokyo mà Lizzy rất là muốn đi nhưng mà mãi vẫn chưa có đi được á, thì ngày hôm nay tôi sẽ dẫn các cậu cùng đi nhé. Đố cậu biết thì tớ sẽ đi đâu. Nhớ hồi xưa khi mà đi tàu mỗi lần đi là mỗi lần lạc. Thậm chí tớ còn bị ngủ quên ở trên tàu nữa. Thành ra bị đi quá điểm. Thế nên lúc nào cũng phải kè cái điện thoại bên cạnh để xem Google Maps ấy. Nếu không thì sẽ bị nhầm tàu mất. Nhưng mà bây giờ thì tớ đi được khá nhiều rồi. Không biết là lần thứ mấy chục hay là lần thứ trăm rồi tớ đi. Nên là bây giờ tớ đã được đi rất là nhiều rồi. Để cho các cậu xem một chút cái bản đồ thứ tự các cái điểm đến nhá. Hiện tại tớ đang ở đây. Matematsu là bây giờ tớ đi đến một cái điểm này. Đố cậu biết tớ đi đâu? Tớ đang có mặt ở giao lộ Shibuya. Giao lộ Shibuya là giao lộ nổi tiếng nhất định phải tới khi đến Tokyo, Nhật Bản với sự đông đúc nhộn nhịp của nó. Nơi đây cũng là bối cảnh cho rất nhiều các bộ phim bom tấn nổi tiếng của Hollywood luôn đó. Mỗi khi mà có đèn xanh đi qua đường thì sẽ có đến khoảng 1.000 đến 2.500 người băng qua đường như thế này đấy các bạn ạ. Vì vậy đây được mệnh danh là nơi đông đúc và nhộn nhịp nhất Tokyo đấy. Tò mò đây là bức tượng về ai không? Đây chính là bức tượng về chú chó Hachiko rất nổi tiếng ở giao lộ Shibuya đó. Các cậu đang thắc mắc vì sao mà người ta lại tạc tượng một chú chó đúng không? Thì đây chính là một chú chó vô cùng trung thành luôn. Chú chó Hachiko này thì hàng ngày đều đến ga Shibuya. Đấy, chính là đến ga Shibuya để đợi ông chủ là giáo sư Ueno đi làm về. Nhưng mà đến một ngày thì ông chủ không thể nào quay về được nữa bởi vì ông đã đột ngột qua đời khi mà đang làm việc. Và trong suốt 9 năm sau đó thì chú chó Hachiko đều đến ga này và mỗi ngày đều được chủ nhân. Và chính vì cái lòng trung thành như vậy mà người ta đã tạc cái tượng chú chó Hachiko. Và cũng tạc cái tượng này vào lúc mà 1 năm trước khi mà chú chó đều qua đời vào tuổi 11 đấy. Đó, thì đây là một cái tượng về chú chó Hachiko rất là lịch sử và rất là ý nghĩa luôn đấy. Bây giờ thì tớ sẽ bắt đầu làm món nem của Việt Nam nhé. Tớ đây tớ đã chuẩn bị các nguyên liệu rồi. Không biết là có đủ không? Hôm nay mình sẽ làm nem Việt Nam tại đất nước Nhật Bản bằng những nguyên liệu trong Nhật Bản. Ở Nhật không có cái nạo nên là đã cắt sợi bằng tay. Trong lúc Vi Sàng đang làm món các nguyên liệu để làm món nem thì tớ sẽ pha nước chấm nem. Tớ sẽ làm tỷ lệ của Lizzy. 1 thìa đường. Rồi gọi công thức tổ tiên. 1 thìa đường này. Xong rồi mình sẽ có thêm chanh. À, tớ có thêm cả tỏi nữa. Đây, tớ đã chuẩn bị chanh với tỏi. Tiếp theo tớ sẽ cho vào đây nước mắm. Chanh, cắt chanh vào đây. Bây giờ là công đoạn cuối cùng, đập trứng. Đập nào, đập bếp. Wow. Bình thường người ta đập vào thạch đây, đập vào nhau. Wow, giỏi. Ui, nem ngon quá trời ơi. Đừng hấp dẫn, mình còn thiếu cái gì không nhỉ? Ninjin to onion to butaniku. À, これ là like noodle. Like noodle. Rice noodle. Tớ sẽ hướng dẫn bạn ra đi sàng làm món cuốn nem. Yes. Cuốn nem. 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 Ok. So, sakini. Cho tớ. Mít mít tết. Lấy nước ở trong xa đây một ít. Nikua, nam nis kua?
Botanical. Ừ, botanical. Đây được. Ờ. Đấy. Để cho cái này vào bên trong. Ít thôi. Ít thôi. Thế thôi nhỉ. Ít thôi. Last đấy. Sau đó thì last. Sẽ cuốn như thế này. Cuốn hai bên vào như thế. Chắc là phải làm cho nó mềm hơn nữa vì nó đang hơi bị cracky. Tiếp theo là sẽ được một cái này nữa. You make it first, but I make it later, right? Wow! Then. To make it softer. Softer. Hand kick nail, let's see this, huh? Pancake, pancake, amai. Ok. Rồi, nào bây giờ cũng hơi nhiều nhỉ. Không. Đại dụng. Đi đi. Bảy. Chốt tới bảy. Hả? Ok. Now let's wrap it. Hai bên. Vẫn hơi giòn nhỉ. Hơi nhớt cái đâu. Nó có đều. Chị quen nó vậy đó. Em giòn ít à. Đó, đang cao sẵn, đang rất cố gắng. Cầm bà tệ. Wow, cháu tay đi chứ. Ôi, go to this. Đây, đang cao sẵn, thành phẩm của đang cao sẵn. Ok. Bây giờ thì Javadi sẵn đang chuẩn bị trà Sri Lanka. Sri Lanka no Ocha. Đấy, và ở đây thì các bạn ấy sẽ uống trà khoảng 1 tiếng trước khi ăn cơm đấy. Wow. Trời ơi. Arigato gozaimasu. Wow, các bạn ấy đã chuẩn bị một set trà chiều như thế này bao gồm rất nhiều thứ. Namimasu. Arigato gozaimasu. Kore wa Sri Lanka de pancake. Em, 私はスリランカのお茶が大好きです. Hajimete wa Narita-san no. はいはい. ココナッツ。あ、はい。中にココナッツ。ああ、めちゃくちゃ入れたの。ズー。うん。めちゃんか。ココナッツ。うん。なんかいい香りがね。もう、もう、まん、まん、まん。お茶がスリランカのね、ngon quá。スリランカの。Đây là bánh quy của Sri Lanka. I like it. The lemon inside. Very tiny. Oishii desu. Oishii, arigato gozaimasu. Và đây là bữa ăn của chúng tớ, nem đã xong rồi đây. Hachi o renshu shimasu. Ii desu ka? Ii desu ka? Oh, fork wa daiyabu desu ka? Eh, go, jojo. Jojo. Let me help you. Arigato. Now. Oishii. Yeah. Ngon. Ok. Tomato sauce. Tôi mình ăn quả gì? Hợp. Mình đã cho mọi người.
Oyster, tomato sauce. Chili sauce. Good, good. Chili sauce. Ngon, ngon, ngon. Trời ơi, đây là một đĩa cà rê đai sự from Sri Lanka. Trời ơi, to, to quá một tới luôn. Đây nè, ở đây có chicken, có gà này cay cay nữa nha. Đây là nát sự, là cà tím. Đây là đậu. Đấy, rau và cái hạt gạo của nó cũng rất là khác nè. Gạo dài dài. Ngon thật luôn, tại vì cái cơm này nó phải bao gồm luôn cả tôm này, cả xúc xích, cả gà nữa, cả cà rốt nữa. Mình thích cái vị này, thích vị này. Ui xì. Tôi thích ngồi xì. Và tôi chỉ gọi Daisuki đấy. Daisuki. Daisuki đấy. Trời ơi. Đây là master chef của chúng ta. Sanam kara ikanaite kudasai. Bạn ấy bảo là Lizzie đừng về nước nữa. Đây là master chef của chúng ta ngày hôm nay cho món này. Chào bạn đi chào master chef. Không cần gì. Ôi chị, tôi tên ôi chị. Và ta chưa phải đánh được. Hi, arigato gozaimasu. So, ちょっと遅いですね. So sad. Maybe we will meet again before I go to Vietnam. Of course. 8月の24日。私はあなたの兄さんのアパートに行きます。あ、本当に。はい、OK。そう、またね。またね。またね。あ、ありがとう。行ってください。バイバイ。バイバイ。I will open it when I get home. Okay? 大丈夫。はい。おー、おじさん、ありがとうございました。わー。私はプレゼントが大好きです。大好きです。はい、ありがとうございました。そして。ngày mai là buổi học cuối cùng rồi nên tối nay Lizzie thức mộng một chút để viết thiệp cho các bạn nè. Cũng như chuẩn bị ít quà đơn sơ cho các bạn này. Ở bên này mấy gói phở mì Việt Nam này quý lắm ý. So sad. Can you show your card? Thank you, Narida-san. You are the best friend I have ever meet in the foreign country. So sad to goodbye as soon. Have a good future. Arigato gozaimasu. Hi, sayonara. Và Lizzie có dành tặng sách Leo Leo English Adventure Leo Book cho Sensei Tomiyama vì biết là Sensei có con đang học tiểu học đó. Hy vọng là cuốn sách của Leo Leo sẽ giúp bạn học tiếng Anh thật là tốt. Và đây là cô hiệu trưởng của trường, Sensei Choho. Và một Sensei mà Lizzie vô cùng yêu thích chính là Sensei Ishihara. Tạm biệt mọi người nha. Nghe Tấn Sàng, tạm biệt Tấn Sàng nha. Bye bye, sayonara. Ohayou gozaimasu. Dậy thôi. Ôi, đây sẽ là bình minh cuối cùng của Lizzie ở Nhật rồi này. Tới sân bay Narita rồi. Mà sân bay vắng quá. Hôm qua tớ đóng hàng bị hết băng dính nên là hôm nay tớ phải nhờ anh tài xế dán giúp này. Hàng này chứa toàn đồ quà mang về cho Leo Leo đó. Vậy là máy bay đã cất cánh rồi. Lizzie sắp rời mảnh đất Nhật Bản rồi đó. Bây giờ các bạn hãy cùng nhìn lại toàn bộ hành trình của Lizzie ở Nhật Bản nhé. Ngày đầu tiên đến Nhật, bữa ăn đầu tiên trên đất Nhật, buổi học đầu tiên, từng nơi, từng video đã đi. Những người bạn Sri Lanka đầy năng lượng, những
người bạn Việt Nam thân thương và các sensei yêu quý hết mình về học sinh. Lisi sẽ nhớ lắm những khung cảnh nơi đây, nơi đợi tàu, ngôi đền gần nhà, lớp học, những cái khoảnh khắc ngẫu hứng này lắm. Tạm biệt Nhật Bản, tạm biệt gần 4 tháng với những trải nghiệm siêu quý giá. Lisi lại trở về Hà Nội để thực hiện tiếp những ước mơ với Leo Leo đây. Bye bye! Back to school! Tặng ngay một set quà Sigui Back to School khi mua bộ Leo Leo chinh phục tiếng Anh trong tháng 9 này. Set quà bao gồm một túi tốt lớp học Sigui phiên bản giới hạn, một bút Leo Leo và một vở các bạn lớp học Sigui siêu dễ thương luôn. Truy cập ngay trang web leoleo.edu.vn và đặt mua chinh phục tiếng Anh thôi. Các em ơi, hãy mau chóng bấm đăng ký kênh để channel lớp học Sigui mau chóng đạt 100.000 sub nhé.